chơi game, tôi chia sẻ quá trình chơi game của tôi có nhiều lúc chơi game chơi ngu hoặc là chơi pro thì ít ra tôi còn lắng nghe, tôi thấu hiểu viewer nó chỉ tôi cái gì, tôi làm theo cái đó, nó chỉ sai thì tôi còn đổ thừa lại mấy thằng viewer, ít ra tôi còn nghe mấy ông chỉ tôi. Mấy ông nói tôi không hiểu thì tôi gọi mấy ông vô Discord, mấy ông chỉ tôi. Ví dụ như chơi game đi, có thằng mấy bạn vô dịch tiếng Anh cho tôi, vô chỉ tôi chơi game, nó bảo tôi làm như thế này làm như thế kia, kể cả con game AFK mấy ông chỉ tôi cũng theo mấy ông luôn. Rồi từ đó tôi theo cái form của mấy ông luôn, tôi cũng đồng hành với mấy ông. Nhiều thằng lên nó chửi tôi ngu, mà trong đó mấy thằng đó nó đâu có biết là mấy thằng viewer kênh tôi chỉ đâu. Trời ơi, mẹ tôi vẫn bảo vệ mấy ông, tôi vẫn ở phía bên mấy ông, tôi biết nghe, tôi lắng nghe, tôi thấu hiểu. Đấy, cái tôi không phải tự nhiên chứ tôi ngồi tôi cố ý chơi ngu cho mấy ông chửi. Trời máng chơi game mình nộ, mình cố gắng mình thể hiện mình pro lên chứ. Tự nhiên mình chơi ngu vô cho người ta chửi mình ngu, mẹ chơi game vô mẹ chửi mẹ ngu như con chó, mày cay không? Cay sống cay. Mày thằng nào mà không cay, mày cái dây thần kinh của thằng nó có vấn đề rồi á. Thiệt. Trời ơi máng, thằng nào mà chơi game mà không cay có vấn đề ngày xưa đúng không? Tôi vô á mấy bạn tôi chỉ nói một câu thôi. Ví dụ như ngày xưa tại sao tôi chơi Liên Quân, ví dụ tôi ngồi tôi kêu game ba nút, mày game này cũng nít chơi cũng được, mấy bạn tôi nó cay giỏi mày chơi đi, nó kêu nó câu mày giỏi mày chơi được lên danh cao thủ đi. Nó đụng vô cái lòng tự tôn rồi, nó chảy trong dòng máu của tôi là một dòng máu huyết quản chạy trong game MOBA về từ thời Dota, The Day, Divide, Infinite và map tổng hợp, map biến hình. Mẹ dòng máu MOBA nó chảy người tôi, nó không chịu được cái sự câu sỉ nhục đó, mày giỏi mày chơi đi đó. Tôi chơi có tuần lễ lên mẹ tin anh, rồi qua tuần sau nó reset mùa tôi lên nó cao thủ mẹ rồi. Đấy, cho nên là câu chuyện là mình chơi game mình phải hay, mình chia sẻ cái hay với người ta, mình dở người ta chỉ, người ta góp ý. Ví dụ như chơi meta, ví dụ như lên đồ ấy, mấy anh em chỉ tôi. Ví dụ như tôi chơi con Sivana cái đêm đó, tôi chấp nhận tôi bỏ luôn, tôi chơi một trận thua AB không được, tôi lên đấu sĩ, không đấu sĩ tôi lên đam, không lên đam tôi lên tăng, rồi về lại đồ meta mấy anh em chỉ tôi lên để tôi cố gắng kiếm được trận win, mình thay đổi theo từng trận. Tự nhiên mình vô mình chơi game ngu để người ta chửi mình, trời má content gì độc lạ gì không nha. Tôi là không có content đó nha. Mày tôi là mình chơi game là mình phải hay, mình phải chiến thắng nha. Tôi chơi game là phải thắng, tổng phải thắng mới vui chứ. Tôi là chơi game là không vui vẻ nha. Chơi game là vui vẻ khi thắng, thắng là phải hơn thua, đặc biệt là chơi với mấy thằng viewer. Mày tôi nói tôi quýnh xếp hạng có thể thua, tôi quýnh đơn đôi có thể thua, nhưng quýnh với mấy thằng viewer là tôi phải đấm bỏ mẹ nó. Mày xin lỗi hơi nó bậy, mày đấm vô mồm mấy thằng viewer, mày đấm vô mồm nó, mày đấm vô mồm mấy thằng viewer. Mày không đi ra xuống được, mày đấm nó. Mấy thằng nó vô đây nó cũng chỉ âm mưu đơm tôi, tôi phải cố gắng đấm nó. Ví dụ như bữa tôi đấm Phú Bà, mấy không Phú Bà vô bắn súng với tôi, Phú Bà kêu anh bắn KDA không bằng em, vô đây mày. Nó vô cầm cái dao RNX gì đó, cái bộ mới ra đó. Tôi vô tôi cầm bộ vệ binh tinh tú, tôi cốc vô cái đầu đó, tôi dỡ cái cây vệ binh, cái cây gậy hồng ánh sáng, tôi đơm Phú Bà luôn mà. Sợ luôn mà, hết dám nói luôn mà. Vô chơi game nó cứ quăng flash vô mặt tôi hoài, khó chịu. Mày cứ khó chịu mà vô đây với tao. Xong vụ đó xong nó gài tôi một củ đó. Xong rồi xong cái vụ xong nó khó chịu tôi, nó gài tôi vô một củ xin kỹ kinh đó mọi người. Trời ơi mày. Đó là câu chuyện mình chơi game là mình phải hơn thua, mình phải hay, mình phải vui vẻ, mình phải thắng. Nó tự nhiên vô chơi game 1-9-1-10 mấy ông thấy tôi chơi viewer có bao giờ mà tôi feed được cái KDA mà 1-10 hay là 1-20, 1-15 không? Má cái chuyện câu chuyện nó công nhận có thể làm được như vậy hay thiệt á. Mày chơi game mà tôi chết 1-5, 1-4 là tôi đã thấy là tôi gánh nặng, tôi áp lực cho team, tôi áp lực cho viewer rồi. Má chơi game vừa 1-9, 1-10 có trận, 1-12 có trận, 1-11, 1-15 cũng có luôn, đủ chơi game gì chơi chi không nổi. Má chơi game gì để cho người ta chửi ngu. Mày tôi cái lòng tự trọng vậy, tôi là một con người có tự trọng và tự ái cũng cao. Tôi ngu, tôi biết nghe, người ta chỉ, tôi nghe, tôi góp ý. Ví dụ như người ta chỉ bằng chữ không hiểu, kêu vô mày biết chơi không, vô Discord chỉ tôi chơi luôn đi. Nó chỉ luôn, ví dụ như mấy không thấy không, ngày qua chơi mấy game mới, game offline đó, mấy đứa nó vô ngồi nó chỉ, nó dịch nó luôn, nó biết tôi kiếm tiếng Anh rồi, vô ngồi nó dịch cho tôi luôn. Cái thứ gì mình kiếm thì mình người ta nói mình nghe, rồi mình đi tìm hiểu thêm. Mày kiếm rồi mà còn thể hiện cái tô cao, bố mày thích thể hiện, đừng bất rồi nói thôi, để tao chơi, tao chơi mày chơi, mày xin lỗi mày chơi ngu quá, tao khó chịu mày cứt. Mày... Nhưng bữa mình cấp tầm á, vô chơi game không vui vẻ nha, chơi game kêu mẹ chơi game một trận 38 phút chơi như chủ nhiệm anh năm vô kêu chơi game mập tung. Hôm đó tôi bực mình xong tôi mới nói nó, bình thường nó chơi tôi đánh flash chứ tôi đánh bình thường này. Đấy. Vô mà mình phải chơi game mình nghiêm túc chứ, mình phải nghiêm túc cho đồng đội, đầu tiên là đồng đội của mình. Đồng đội đầu tiên là đồng đội của mình, cái thứ hai nữa là những người đua cùng mình hoặc là những người chơi cùng mình. Tôi luôn luôn khi mà tôi vô chơi game tôi nói thẳng với anh em luôn, tôi chơi game là chỉ có hardcore thôi, không có vui vẻ.
Vô chơi game là chỉ hạt co tôi đủ. Vô tôi nói với mấy ông mày quýnh cấp tùm á, mấy ông quýnh cấp tùm vô dĩ. Mấy ông thử đi AD, đủ mấy ông thử. Bữa tôi cầm AD nó quýnh cho tôi khóc luôn á. Mấy tôi nói với mấy ông hôm bữa tôi cầm AD á, tôi chơi con virus á, cái thằng quần què, thằng gì nó chơi giết á. Nó ngủ nó dí tôi từ đầu game tới cuối game luôn. Tôi nói tự nhiên á, cả bốn thằng tự nhiên tôi đang đứng nhưng tôi không làm bất cứ gì hết luôn. Tự nhiên như là mấy ông chạy qua vậy, kiểu như là đi trên đường có bốn thằng ở đây đúng không, là chín thằng ở đây muốn lộn mình xìu với nhau, tôi không làm gì hết luôn. Tôi đang đi ra ngồi tôi bắn lính, bốn chín thằng nó giao tranh baron, bốn thằng nó quấn qua quấn lại với nhau. Tôi đi qua tôi chạy ra tôi kêu hello mấy đứa vô dĩ không, mấy đứa đang quấn vô dĩ quá, chào mấy đứa nha, anh đi đây. Tôi đi ra tôi nhìn với nó tự nhiên con Nautilus nhanh flash lên thủy lôi tầm nhiệt xong bụp con giết bằng ti quấn người tôi giết, mà trong khi đó tôi không làm gì tụi đó luôn. Đậu cây đi cứ ra mày cứ đi ra đây là nó cứ kéo xuống nó quýnh, cứ đi ra đây là nó kéo xuống nó quýnh. Còn chơi với con đĩ tiếng đó, con đĩ tiếng vô má con đĩ tiếng nó chơi con liều nào gặp tụi cái bụng lên chứ tụi đốt nó quýnh luôn. Đậu mình chơi game tụi mày vô đây tụi mày ngon tụi mày một một tụi mày quýnh với tao rồi chứ vô cấp tùm. Tụi đó là lý do tôi không muốn đi ra đây là gì á, mày vô phải đấm vô mồm mới đó, phải thắng phải hơn thua. Nó tự nhiên chơi game mà đi vô diễn mình ngu không 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 vô là ví dụ như là nó dám phạm thượng mình phú bà là tôi vô tôi siêu sinh nó liền. Cỡ phú bà vô bữa đó đấu dao phú bà vô múa ghê lắm, phú bà võ công phú bà quay 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 cầm con dao mới nha, phú bà quay 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 ơi nào là cái gì zoom nó nhảy vừa vừa nhảy vừa chạy vừa chạy vừa chạy. Ủa, phú bà tôi ngợp quá kêu chích mẹ rồi, mình chiêu thức con bé này nó cao á, mình phải sử dụng cái chiến thuật già dơ của mình thôi á, công mà mình thua là nó chửi mình ngu, mình sử dụng chiến thuật mình nấp gấp. Vô tôi cầm cái gậy ánh sáng được siêu sinh nó liền. Trời ơi mình chơi game ví dụ như chơi bắn súng không, ngày xưa tôi chơi với Nghĩa đi rồi xong rồi tụi nó vô tụi nó ngồi á, bây giờ tôi nói nè bây giờ anh chơi gài bây giờ mày chỉ anh một cái chiến thuật, mà cái chiến thuật mà ví dụ như là có thể giúp ích cho team 100%, chơi với con nào mà có thể hỗ trợ team được. Nó chỉ tôi chơi con Cypher, má tôi nói tôi chơi game tôi chỉ ngồi ỉ thôi, tôi bắn được bên thủ là hở bên thủ là cái sai của tôi là luôn luôn là phải win. Cái cùng mày bắn solo một một thì ok, trình mình không bằng người ta không nói làm gì, nhưng ít ra vai trò mình là gì, đã thủ là không đẩy ngồi im một chỗ rồi. Tụi nó nói anh cứ ngồi anh bắn ngay cái lỗ đó gì mà đặt cháp kiểu này chỉ sao tôi làm vậy. Mấy ông thấy tôi ngồi tôi chơi game đi, tôi chơi Valorant hay là tôi chơi mấy con game là tôi yếu đi, đó là tôi toàn nghe theo người ta hướng dẫn, người ta yêu cầu tôi làm sao là tôi làm cái gì. Còn như nào game giỏi hơn người ta thì tôi chơi game đi, mà cái tư duy ví dụ như có những trận cấp tầm hoặc là những trận tôi đánh 5 năm, cái tư duy về setup team và về cái tư duy đồ hình của tôi hơn tụi nó thì tôi sẽ chỉ người ta thôi. Mẹ chứ còn kêu mà kêu kêu để tự nhiên chơi ngu xong đi làm content để cho ngu mấy kia nó bu vô nó chửi. Trời ơi tôi nói với mấy ông á, nó chửi được ngày một nó chửi được ngày hai, sau này mấy ông ngu chán quá coi như là mấy ông công cụ, như là nói thiệt á, nhiều lúc mấy ông lướt vô coi mấy ngu đó coi mấy ông như chó mèo vậy, công cụ giải trí sau những ngày làm mệt mỏi á. Thôi tự nhiên làm gì mình phải thể hiện cái hay cái bộ của mình ra cho người ta ngưỡng mộ chứ đâu phải là mình là cái thú vui vật lạ trong chuồng đâu, để cho trên một cái màn hình như nhốt trong cái khung đó, xong rồi nó là một con đười ươi là một con chó con mèo đó để cho mấy thằng đó lên nó ngồi nó lướt cái coi giải trí hàng ngày sau những giờ làm mệt mỏi của nó đâu. Không 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 không, tôi là vô mẹ cứ viewer cứ thích thằng nào Valorant thì cứ vô rút con dao ra cứ một một đấy, thích thì mình nói chuyện bằng vũ lực, vô liên minh thì cứ vô đây muốn cấp tầm Aram, tao với anh Đào chấp hết nghe. Nó phải như vậy, mình là người đàn ông mình mới nói chuyện bằng thực lực, mình nói chuyện bằng một một mà nó nói chuyện bằng cấp tầm, thích thì ra giả đài. Ok. Còn bây giờ là riêng liên minh là không bao giờ tin tưởng mấy thằng viewer được, để em gánh anh gánh cái đồ gì. Valorant nữa, Valorant bắn với viewer thu thông 7 trận liên tiếp, thu thông 0-13 lần đầu tiên trong cuộc đời. Chơi Valorant được 4 tháng chưa thua 0-13 lần nào, chơi viewer tu thông 0-13. Mấy con chích kình để em gánh anh cho. Toàn là gánh đâu mày. Mà là gánh nặng. Thôi, được rồi, đừng sao nữa, cuộc sống mà. Chúng ta ai cũng như ai thôi nên đừng gánh nhau. Tôi có thể tự trên đi nuôi chân cũng được, tôi không có cục đâu, tôi không cần gánh đâu. Mấy toàn là vô đồ gánh anh Hành đâu mà. Tao tự tao gánh được. Chỉ có Liên Quân là tôi tin tưởng mấy thằng Liên Quân trên đây thôi. Anh em Liên Quân không bao giờ phản bội tôi, mà anh em Liên Quân vô chơi game anh Hạnh cứ đi ngủ đi, còn lại để trận anh AFK cũng được, để tụi em quýnh chờ mày, còn mấy thằng Liên Minh với thằng Valorant thôi đéo tin, không tin thằng nào được hết á, nói gì luôn cho nó vuông.